Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh nữa, mọi người có thể xem video trực tiếp. Hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến mọi người một cặp lục bình sứ Bát Tràng mẫu vẽ là tứ cảnh, xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai. Đây là một cặp lục bình sứ vẽ tay men lam được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Thì đầu tiên mình xin phép được giới thiệu qua về cái sản phẩm này. Cặp lục bình này được làm từ nguyên liệu là đất sét trắng xương trong và sử dụng cái bài men khử. Đây là cái chất sứ cao cấp nhất tính đến thời điểm hiện tại. Nhiệt độ nung để tạo ra cái sản phẩm này là 1300 độ C. Khi mà nung cái đất trắng xương trong kết hợp với men khử ở cái mức nhiệt là 1300 độ C thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá. Nên mọi người có thể nhìn thấy cái nền sứ rất là trắng nhé. Tất cả cái họa tiết của sản phẩm này đều là bên trong men và vẽ thủ công bằng tay. Chính vì vậy cái độ bền màu của sản phẩm này nó sẽ là như thế này mãi mãi, trường tồn với thời gian. Về cả độ bóng lẫn cái màu sắc này không bị phai mờ trong quá trình sử dụng. Thậm chí chúng ta để ngoài trời thoải mái, nắng mưa thoải mái cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm này với kích thước chiều cao là 1m5, 1m50. Đường kính bụng là 44, đường kính bụng là 44. Về kích thước này thì có thể là sẽ xu si đi khoảng từ 1 cho khoảng tầm 1 cm cho đến 0,5 cm, tùy vào cái mỗi lần đốt lò về cái chất đất, có thể là nó sẽ cao hơn một chút và cũng có thể là sẽ thấp hơn một chút, nhưng thấp hơn không quá nhiều về cái sản phẩm này. Rồi ok, giờ mình sẽ giới thiệu qua về các họa tiết ở trên cái sản phẩm. Thì đầu tiên đây là cái mặt vẽ hình ảnh là chim công và hoa đào, hay còn gọi là công danh phú quý. Công danh phú quý. Cái mẫu tứ cảnh này nghĩa là trên một cái thân bình sẽ có bốn cảnh riêng biệt khác nhau. Bốn cảnh riêng biệt, chúng ta có thể xoay các cảnh này theo mùa để chúng ta trưng bày. Theo mùa để chúng ta, ví dụ mùa xuân thì chúng ta 4 tháng thì chúng ta sẽ quay cái mặt chim công và hoa đào này ra. Chim công và hoa đào là biểu tượng của sự may mắn, sự phú quý, giàu sang, gia đình sung túc, ấm no hạnh phúc, tình cảm vợ chồng bền chặt sắt son. Đấy là hình ảnh chim công. Cái mẫu này thì ở trên cổ được thiết kế cũng là hình ảnh một cái cảnh là chim hoa ở trên cổ nhé. Ở bên hông này, ở trên vai là họa tiết hoa văn được vẽ. Và toàn bộ cái họa tiết này vẽ bằng tay hết, những cái họa tiết chính như này đều vẽ thủ công bằng tay. Đây, mọi người cùng quan sát nhé. Độ cao là 1m5, cao là 1m5. Thì cái lộc bình này thì sẽ sử dụng cái đế gỗ như thế này. Hiện tại trong video mình sẽ không để lên trên bởi vì nó rất là nặng, để lên trên nó rất là cồng kềnh. Chúng ta sẽ sử dụng cái đế gỗ như thế này. Đế gỗ này của nó sẽ cao khoảng tầm 20 cm đối với cặp lục bình to như thế này. Thì như vậy cái lộc bình này nó sẽ lên là tầm 1m7, cao tầm 1m7. Dưới chân của sản phẩm thì được chế tác là hình ảnh hoa văn đối xứng ở dưới chân. Cái chất sứ này là chất sứ có thể xuyên được sáng. Mọi người dùng cái đèn công suất mạnh chúng ta rọi vào đây là nó sẽ xuyên sáng, nó như là ngọc ấy. Chính vì vậy cái đất đây là cái đặc trưng của cái đất xương trong nhé, đất xương trong. Rồi, mình sẽ quay tiếp cái mặt vẽ hình ảnh cây trúc biểu tượng của mùa hè ra. Đây là hình ảnh cây trúc biểu tượng của mùa hè. Đấy, sang đến mùa hè thì chúng ta sẽ lại quay cái mặt hình ảnh cây trúc này ra để chúng ta trưng bày. Ở cái cảnh cây trúc này thì ở phần trên cổ đối xứng lên là hình ảnh hoa văn và đồng tiền. Đấy, ở trên cổ, nghĩa là ở trên cổ sẽ được chia ra làm hai cảnh. Ở trên cổ thì sẽ chia ra làm hai cảnh thôi. Ở cái cảnh này thì được chế tác hình ảnh là một bên là cây trúc này, một bên là hoa sen. Đây là hai loại cây đặc trưng của mùa hè. Và trong cái cảnh này thì có một cặp chim này, một cặp chim đang bay lượn. Đây, chúng ta cùng quan sát này. Cặp này rất là to. Tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc. Nếu như mà quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và báo giá chi tiết. Và giá và cái ý nghĩa của sản phẩm này mình sẽ để ở cái mục mô tả của video. Mọi người bấm vào mục mô tả là sẽ hiện ra thông tin chi tiết của sản phẩm này. Đây là mặt hình ảnh cây trúc này và hoa sen này.
Tiếp theo mình sẽ quay sang mặt vẽ hình ảnh là mùa thu là hoa cúc. Ví dụ đối với cái hàng oxy mà kích thước cao tầm 1m6 của nó thì cũng có nhiều loại. Nó rơi vào tầm độ 11 12 triệu cũng có. Đấy là hàng oxy, còn riêng hàng men khử này thì nó đắt hơn rất là nhiều. Những cặp như thế này nó sẽ rơi vào tầm độ trên 40 triệu một cặp đối với cái hàng men khử. Như chúng tôi gọi đây là hàng đất trắng men khử. Cái men là cái bóng mà phủ bên ngoài cái bình này, cái men của nó. Mọi người cứ hiểu đơn giản như là cái men này nó như là một cái lớp kính trong suốt ấy. Men tốt thì độ xuyên thấu và độ bóng của nó cao thì sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn cái họa tiết, bởi vì họa tiết là ở bên trong men. Chất men tốt thì mới giúp cái họa tiết của chúng ta nổi bật và rõ ràng sắc nét được. Sang đến cảnh này là vẽ hình ảnh là hoa cúc này. Hoa cúc là biểu tượng của mùa thu, cúc vạn thọ. Trong cái cảnh này cũng có một cặp chim đang bay lượn ở bên trong. Mọi người nghe âm thanh này. Âm thanh của nó rất là vang nhé. Và ở trên cổ, ở cái mặt hoa cúc này thì được chế tác hình ảnh cũng là hoa cúc và một cặp chim đang bay lượn ở trên cổ. Tứ cảnh thì có rất nhiều cái cách chế tác tứ cảnh khác nhau. Đây chỉ là một trong số rất nhiều cái mẫu chế tác cái họa tiết tứ cảnh thôi. Có rất nhiều cách chế tác hình ảnh khác nhau. Ví dụ như mọi người thích cái mẫu này mà vẽ lên cái cỡ nhỏ hơn thì chúng tôi đều làm được, nhưng mà nó sẽ khác đi một chút so với cái kích thước chính như thế này. Ví dụ mà cái cặp họa tiết này mà vẽ lên cái cỡ bình cao 1m6 thì có thể nó sẽ khác một chút, bởi vì rộng hơn thì vẽ sẽ được nhiều cảnh hơn. Mà vẽ lên cái kích thước cao 1m38 thì cái cảnh của nó cũng sẽ khác hơn một chút. Như hiện tại cỡ này đang là 1m5 này, 1m5. Lưu ý với mọi người đây là sản phẩm vẽ tay hoàn toàn, chính vì vậy là mỗi một lần vẽ cũng sẽ không giống nhau được 100%, sẽ chỉ giống nhau được khoảng tầm 80 đến 90%, đấy là cùng một đơn vị vẽ và cùng một người vẽ đấy nhé. Sang đến cảnh tiếp theo là cảnh cây tùng này. Cảnh biểu tượng của mùa đông. Cái cảnh này là biểu tượng của mùa đông, tùng lộc. Cảnh tùng lộc này. Ở trong cảnh này thì được chế tác hình ảnh là một cái thân cây tùng này. Rất là to nhé. Phụ điểm thêm là hình ảnh một nhánh hoa mẫu đơn. Một nhánh hoa mẫu đơn và ở bên dưới là hình ảnh một cặp hiêu lộc. Âm thanh nó nghe rất là trong và vọng tiếng. Cái màu trắng này mọi người nhìn thấy nhá, cái màu trắng mọi người nhìn thấy đây, nó là cái nền, cái xương của sứ, không được phủ màu gì cả, nghĩa là bản thân đất đấy, đất xương trong mà nung ở nhiệt độ cao thì nó sẽ trắng như này, trắng như đá. Đây là đã phủ men bóng bên ngoài rồi, vì vậy nó rất là bóng. Còn nếu mà cái phần mà chưa đổ men ấy thì cái hàng đất trắng này nó không khác gì cái viên đá trắng chúng ta đập ra, nó sẽ giống y hệt như vậy, nó sần sần dần sần như vậy. Giờ thì mình sẽ quay cận chi tiết vào để cho mọi người xem được cái nét vẽ chi tiết ở trên cái bình này. Giờ mình sẽ quay qua để cho mọi người nhìn cận và hơn nữa vào cái họa tiết ở trên sản phẩm nhé. Đây, đây là họa tiết vẽ tay này. Vẽ tay thì các nét vẽ của nó sẽ mềm mại, sẽ mềm mại. Đây là phần trên vai bình. Vai và cổ được chế tác hình ảnh những cái hoa văn họa tiết rất là tinh xảo. Đây, mọi người nhìn những cái hoa họa tiết hoa văn này. Vẽ rất là kỹ nhé. Và sang đến mặt này là vẽ hình ảnh chim công và hoa đào này. Góc bên này thì vẽ hình ảnh là hoa sen. Nền sứ thì trắng, rất là trắng rồi, trắng tinh khôi.
Đây là cành ở trên cổ. Ở trên cổ bình của mẫu này thì được vẽ hai cành. Trên cổ bình thì được vẽ hai cành. Và sang đây là mặt vẽ hình ảnh là hoa cúc. Những bông hoa cúc được vẽ ở cái trạng thái nở bông tơi nhất. Như vậy mình đã giới thiệu đến mọi người một cặp lục bình sứ Bát Tràng cao 1m5, 1m5, mẫu vẽ tứ cảnh. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Và xem xong video của mình, thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Vào mục danh sách phát này, mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.